Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món thạch găng từ bột lá găng. Những miếng thạch xanh biếc, ngọt mát và thơm nhẹ mùi cỏ cây chan cùng với một chút nước đường hoa nhài là một món ăn giải nhiệt rất phù hợp trong mùa hè này. Nếu bạn nào thích ăn vị ngọt béo hơn thì các bạn có thể chan cùng với nước cốt dừa hoặc kết hợp với sữa tươi, sữa đặc, tàu phớ, ăn cùng các loại chè đều rất là ngon nhé. Nếu kinh doanh các bạn có thể bán theo tô như thế này, hoặc là các bạn có thể cho thạch găng vào các hũ 500ml, 1 lít các bạn bán thì rất là tiện lợi. Nguyên liệu mình chuẩn bị: đầu tiên mình sử dụng một thìa cà phê vôi bột, cho vào cùng 500ml nước. Mình ngâm khoảng chừng 1 tiếng để mình lấy phần nước vôi trong. Đây là phần vôi sau khi mình ngâm được 1 tiếng, giờ mình sẽ chắt lấy phần nước vôi trong. Mình chỉ cần sử dụng 100ml nước vôi trong thôi các bạn. Mình sử dụng ở đây 50g bột lá găng. Bột lá găng này trên thị trường có rất là nhiều loại, giá dao động từ 70 đến 130.000 trên 1kg. Nên các bạn tìm và chọn mua loại ngon ở nơi uy tín nhé. Bột khi mở ra có mùi thơm tự nhiên của cây cỏ khi phơi khô đấy các bạn, và có màu xanh rất là đẹp như thế này. Các bạn mua một túi lọc trà hoặc là túi lọc nước cốt dừa, hoặc không có các bạn có thể sử dụng 2 miếng vải xô các bạn may vào như thế này. Mình sẽ cho phần bột lá găng vào trong túi lọc này. . 500ml nước đun sôi để nguội. Mình cho vào một cái chậu nhựa như thế này để mình rửa phần bột lá găng. Các bạn chỉ rửa qua thôi. Phần nước này thì mình sẽ bỏ đi. Mình sử dụng 3 đến 4 lít nước đun sôi để nguội. Mình cho vào cùng 100ml nước vôi trong và mình khuấy đều. Mình cho phần bột lá găng vào và các bạn bóp nhanh tay để cho phần bột lá găng này ra nhựa. Các bạn bóp liên tục trong khoảng chừng 5 đến 7 phút. Khi mà các bạn thấy phần nước lá găng này nó sánh như vậy là được. Đây các bạn, phần nước sánh hơn và có màu xanh đậm như thế này. Mình sẽ lược phần nước lá găng qua một cái rây, mình đặt lên một miếng vải xô và mình cho vào hộp. Giờ thì mình sẽ cất thạch vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 1 tiếng sau là thạch đã đông lại rồi. Tiếp theo mình sẽ nấu phần nước đường để ăn cùng thạch. Mình cho vào nồi 500 ml nước, 170 đến 200 g đường tùy theo khẩu vị của các bạn. Một gam muối. Mình cho vào cùng một nắm hoa nhài. Nếu không có hoa nhài thì các bạn có thể thay thế bằng tinh dầu bưởi. Mình cho lên bếp và đun. Đường đã tan hết và phần hoa nhài ra mùi rất là thơm rồi các bạn. Giờ mình tắt bếp để cho phần nước đường này nguội hoàn toàn. Hoặc các bạn có thể nấu phần nước cốt dừa để chan cùng. Mình cho vào nồi 200 ml nước cốt dừa, 100 ml sữa tươi, 100 g sữa đặc, 1 g muối. Và mình cho hỗn hợp nước cốt dừa này lên bếp để đun. Vừa đun mình vừa khuấy đều để cho sữa đặc tan ra. Khi hỗn hợp nước cốt dừa bắt đầu nóng lên, sữa đặc đã tan hết ra rồi, mình cho vào cùng 50 g đường. Và đây là phần thạch găng mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Thạch găng đã đông lại. Các bạn cắt lon nước ngọt hoặc lon bia ra thành hình như thế này để mình múc thạch găng. Như thế này các bạn. Mình cho một chút đá bào vào và thêm phần nước đường hoa nhài, thêm một chút lạc rang hoặc là dừa sấy. Đơn giản như vậy là mình đã có một tô thạch găng mát lạnh rồi. Mình làm một tô thạch găng chan cùng nước cốt dừa nhé. Mình cũng cho vào cùng một chút đá và chan phần nước cốt dừa lên trên. Thêm một chút lạc rang hoặc là dừa sấy, một chút dừa tươi bào sợi. Nếu có trân châu thì các bạn cho thêm trân châu vào, ăn cùng cũng rất là ngon đấy. Thạch găng các bạn có thể cho ra tô hoặc ly giống như mình, hoặc là các bạn có thể để trong các hộp nhựa 1 lít bán với giá 20.000 đồng. Với mỗi tô thạch găng nước đường thì các bạn bán với giá 5.000. Còn tô thạch găng nước cốt dừa các bạn bán giá 10.000, cho thêm một chút trân châu thì bán giá 15.000. Giờ mình ăn thử nhé các bạn. Thạch găng mát lạnh, mềm, thơm, thơm mùi tự nhiên của các loại thảo dược, các loại cây cỏ phơi khô đấy các bạn. Chan cùng với phần nước đường hoa nhài thơm thơm, ngọt ngọt, ăn giống như kiểu mình ăn tàu phớ đấy các bạn. Nếu thích thì các bạn có thể cho thêm một chút trân châu trắng, ăn dẻo dẻo, dai dai cũng rất là ngon. Tiếp theo mình ăn thử phần thạch găng nước cốt dừa nhé. Wow, phần thạch găng mềm dẻo kết hợp với phần nước cốt dừa béo ngậy, ngọt ngọt, thơm thơm, rất là ngon các bạn ạ. Các bạn có thể lựa chọn giữa hai cách. Nếu muốn ngọt thanh thì các bạn chan với phần nước đường hoa nhài, còn nếu muốn ăn phần thạch găng béo ngậy thì các bạn chan với phần nước cốt dừa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.